Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhé. Hôm nay em lên cho anh em một em họa mi cực đẹp luôn anh em nhé. Lông mới, bóng bộ ok, chim đang hot một mình anh em nhé. Đấu với điện thoại anh em ạ, không có chim trước gì đâu các bác nhá. Anh em nào có nhu cầu thì ủng hộ em họa mi này nhé các bác nhé. Số điện thoại của em này 0974648999 các bác nhá. Anh em lưu ý là ngoài chim ra nhà em có cả cám chim nhá. Cám chim thì có cám bi, cám khiếu, chào màu, chơi lửa, chơi than và cám tổng hợp anh em ạ. Em này chỉ là một em họa mi khoảng tầm 25 lồng các bác nhá. Phần khoảng 90 đến 95% rồi, bóng bộ đẹp, điện đóm tốt anh em nhá. Anh em mang về chỉ sẵn chơi thôi anh em ạ. Quá đẹp luôn anh em nhé. Đẹp hết lớp chấm anh em ạ. Mỏ vàng, chân cành đào anh em nhé. Đang quay chim thì có cái công lông này anh em này. Đấy, chim nó sợ. Ở đây họ đang sờ gỗ.